Bật tiếng rồi, bật kia. Quý vị có nghe rõ không? Dạ nghe rõ. Cảm tạ ơn Chúa thì được Chúa cảm động và được cô Hằng là hiệu trưởng trường văn trường Đấng Christ cũng có mời tham công, nhưng mà trong trong khi bận rộn thì tôi cũng sắp xếp thì đến và tham công với anh em con cái Chúa và tôi Chúa tại cái trường Đấng Christ và những người sinh viên cũ, cựu sinh viên, để mà chúng ta nói về những điều mà Chúa đặt cho mỗi tấm lòng con người chúng ta trên đời sống mà chúng ta bước đi theo Chúa. Cảm tạ ơn Chúa thì tôi tên là Đàm Văn Trịnh, người Chăm ở Ninh Thuận. Tôi giới thiệu về tôi và tôi có vợ, bốn đứa con mà tôi lập gia đình vợ đó. Bên vợ thì tôi người Chăm đó là hay theo vợ, mà người Rắc Lây cũng theo vợ, đó là mẫu hệ theo phong tục cũ kỹ xưa kia. Thì tôi cũng sống người Chăm mà tôi lập nghiệp lấy người vợ Rắc Lây này, tôi cũng sống với người vợ theo vợ ở cái khu vực Rắc Lây không, khu vực này toàn là người Rắc Lây. Cho nên tôi cảm tạ ơn Chúa thì Chúa cũng chắc cái sự lựa chọn và Ngài cũng lựa chọn tôi từ trước kia rồi. Cho nên Ngài kêu gọi tôi và tôi cũng phục đầu Ngài và tôi cũng đi theo Ngài là Đức Chúa Giêsu. Ngày xưa tôi không biết tin lành là cái gì, đó là đời sống của tôi. Và người phong tục cũ của người Chăm tôi thì họ khó tin Chúa lắm. Nhưng trong khi Chúa đã kêu gọi rồi thì cái đó mình không có từ chối được. Đó là điều chúng ta phải đầu phục. Cảm tạ ơn Chúa. Thì lúc tôi có mới vào tham gia học trường Đấng Christ trong khóa thứ năm mà tôi học đó, tôi rất yếu đuối lắm quý vị. Tôi mới tin Chúa. Tôi năm 2018 tôi đã tin Chúa. Bữa nay tôi được 4 năm tin Chúa quý vị. 4 năm. Cho nên là lúc đó là tôi cũng Chúa kêu gọi tôi rất khao khát lời của Chúa Christ trời, mà cũng đi học cái trường này trường kia. Nhưng mà Chúa lại chọn cho tôi một cái trường Đấng Christ rất đặc biệt, là qua cái mục sư Lenin đã thành lập cái trường này. Đó là trường quốc tế của Đấng Christ. Tôi bước vào đó thì cái lịch học nó dày đặc lắm quý vị ơi. Lúc đó tôi học tại trường, không có học online như bây giờ. Lúc đó cái thời gian dịch nó không có, chưa có phát sinh. Cho nên là chúng tôi học tập trung, học ngày lẫn đêm, học suốt ngày 24 giờ. Là chúng tôi chỉ là một 24 giờ đó chúng tôi học là nghỉ cực ngơi là trong vòng có 4 tiếng đồng hồ quý vị. Và sáng sớm tiếp tục cầu nguyện. Đó là cái phước hạnh những người nào đi vào cái trường đó. Tôi cảm tạ ơn Chúa. Phước hạnh cho những người nào mà được Chúa đã chọn vào trường Đăng Rít, mà mục sư đã thành lập cái trường đó. Ôi tôi thấy cái cảm thấy cái trong cái sự lịch học quý vị ơi, nó dày đặc như vậy. Thì làm sao mà tôi mới tin Chúa mà làm sao tôi học nổi đây? Làm sao mà, tại vì con người chúng ta lúc nào cũng sắp thịt mà. Nhưng mà cảm tạ ơn Chúa, tôi cũng sự thương xót của Đức Chúa Trời và ân điển của Ngài. Ngài đã kêu gọi thì tôi đã đầu phục thì Ngài tiếp xúc cho tôi thôi, y như quý vị vậy mà thôi. Cảm tạ ơn Chúa thì trong khi học được có 15 ngày mà rắc rút như vậy thì quá là áp lực cho con cái Chúa tôi tứ mà học riêng đi học như vậy. Tôi cũng cảm tạ ơn Chúa, chúng tôi cũng hoàn thành khóa học đó và tôi lớn lên từ trong trường Đấng Christ quý vị. Nếu mà tôi không học trường Đấng Christ bây giờ tôi công việc tôi học việc Chúa nó cũng còn hơi khó khăn. Tại vì sao? Tại vì trường Đấng Christ là một cái sự bày tỏ của Đức Thánh Linh đầy dạy cho những người đó đi theo học. Người mình biết mình tội lỗi, mình biết mình sắp thịt, mình biết cái điều chỉnh thân thể mình đối với Đức Chúa Trời và Chúa Giêsu. Cho nên cảm tạ ơn Chúa. Chúa kêu gọi một cách chính đáng cho những người nào mà bước vào cái trường đó. Chỉ những người đó không dâng mình cho Chúa mà thôi. Nếu người nào hy sinh và dâng mình cho Chúa thì Chúa sử dụng một cách rất tuyệt vời. Tôi cảm tạ ơn Chúa, tôi lớn lên và tôi, trong trường Đăng Rít mà ngày xưa tôi đang Chúa nói là đang uống sữa, mà tôi vào trường đó tôi ăn cái đồ món đặc và món mà Chúa đã làm cho tôi mà phải áp lực. Cảm tạ ơn Chúa, khi tôi ra trường đó thì Chúa y như cái sự lựa chọn của Đức Chúa Trời. Thì tôi có về một thời gian trong vòng 5-6 tháng sau là Chúa cho tôi mở cái hội thánh. Coi như là sự sắp đặt và kế hoạch của Chúa đã lập sẵn cho tôi rồi. Tôi lập hội thánh ban đầu thì tôi có 15-20 tín hữu thôi. Và trong vòng đó thì tôi từ khi mà tôi học trường Đấng Christ ra đó, sự sức giàu của Chúa nó làm cho tôi khao khát Chúa mỗi ngày. Và tôi khao khát cho kẻ hư mắt.
và tôi khao khát cho người kẻ mà tội lỗi mà chưa được cứu. Cho nên tôi cứ tiếp tục. Và cái trường này cầu nguyện rất đặc biệt là cái cầu nguyện, thời gian cầu nguyện dành cho Chúa rất nhiều, đó là đi tìm kiếm Chúa. Và chúng ta khi mà một cái ly nước nó nửa đó, nó chưa có đầy dậy Thánh Linh, khi quý vị vào cái trường này rồi, cái ly nước nó tự tràn ra, nó đầy, nó tự tràn ra, nó đầy dậy Thánh Linh. Mà Thánh Linh tự tràn ra thì quý vị sẽ thấy lẽ thật của Chúa và quý vị đi hầu của Chúa một cách nhẹ nhàng lắm quý vị ơi, không có bị cản trở. Thậm chí quyền năng của Đức Thánh Linh ở với quý vị và tôi để cái gì? Để cái sự đi bước đi theo Chúa một cách nhẹ nhàng. Nhưng mà đặc biệt nhất là con cái Chúa, những người nào mà Chúa kêu gọi đó, tôi tin chắc rằng phải có một cái sự thử thách, phải có chịu khổ chịu cực với Chúa Giêsu. Tôi nhớ nhất là cái chủ đề mà năm mà tôi học trong khóa 6 đó, trong khóa 5 đó, là tôi nhất là cái chủ đề mà cái đề tài mà học trong khóa đó, thì tôi nhất là trong Timôthê thứ 2, thứ 2 đó, là đoạn 2 câu 12 Chúa có chép rằng: lại nếu chúng ta chịu thử thách nổi thì sẽ cùng Ngài đồng trị. Cảm tạ ơn Chúa. Nếu chúng ta chối Ngài thì Ngài sẽ chối chúng ta. Đó là một cái câu kinh thánh trong chủ đề chúng tôi học. Tôi nghĩ rằng tôi suy ngẫm cái câu này, rồi tôi suy ngẫm đúng là một cái chủ đề trọng tâm cho cái khóa mà chúng tôi học đó, là nếu chúng ta dâng mình cho Chúa, chúng ta chịu cực chịu khó và chịu thử thách với Chúa, và chịu nổi nha, phải chịu nổi, phải vượt qua hết, thì chúng ta cùng đồng hành với Đức Chúa Giêsu. Đó là Ngài thử thách chúng ta. Và cảm tạ ơn Chúa, những lúc con cái Chúa ai cũng có một cái sự bất bớ, cản trở thuộc linh, đời sống rồi tâm linh chúng ta, rồi chúng ta nhiều điều như gặp đối diện với Caesar, công an, chúng ta đối diện rất nhiều quý vị. Nhưng người nào yêu mến Chúa, kính sợ Chúa, và chúng ta nhờ cậy ơn Đức Thánh Linh, chính chúng ta đi đối diện với người đó, thì Đức Thánh Linh sẽ giúp chúng ta nói về những điều đó, và Đức Thánh Linh ở cùng với người đó. Cảm tạ ơn Chúa thì chúng ta sẽ vượt qua những khó khăn đó. Và Ngài hứa rằng chúng ta không chối Ngài thì Ngài sẽ đồng trị với chúng ta. Nếu mà chúng ta chối Ngài thì Ngài sẽ chối chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa, từ ngày đến buổi đâu đến ngày hôm nay, trong hội thánh của chúng tôi thì được Chúa dẫn dắt và Chúa sức dầu. Thì những người được mỗi năm, 2 năm đây chúng tôi được Chúa đưa vào gần 60 tín hữu. Mà chúng tôi thì 60 tín hữu như vậy, thì chúng tôi rất cảm tạ ơn Chúa. Có một tuần, 2 tuần có người được cứu vào hội thánh. Đó là tôi phấn khích và tôi vui mừng Ngài đã lựa chọn, kêu gọi tôi. Và tôi không có mục đích gì khác ngoài tôi hầu việc Chúa nữa quý vị. Cũng có đi làm ăn kinh tế để mà hỗ trợ thêm cho gia đình. Nhưng mà tôi hầu việc Chúa một cách hết thời gian dành cho Chúa. Cảm tạ ơn Chúa. Thì đời sống của con cái Chúa Cơ Đốc Nhân, tôi mong rằng những sinh viên mới và tham gia những tuổi trẻ, những người đang Chúa kêu gọi học trong trường này, quý vị ơi, quý vị vào trong trường này là đó là một cái sự kêu gọi chính đáng của Đức Chúa Trời, thúc giục cho quý vị có một cái tấm lòng để sau này quý vị ra đi để hầu việc Chúa một cách vững chắc hơn, và quý vị sẽ mở hội thánh, quý vị sẽ cứu những kẻ hư mất. Và chúng ta nhớ rằng trong sách Roma đoạn 10 câu số 14: nhưng họ chưa biết tin Ngài thì kêu ai, kêu làm sao được đây. Quý vị chính là người như vậy. Quý vị chính là người rao giảng lời Chúa. Quý vị chính là người cứu kẻ hư mất và có một cái lòng thương xót. Tôi nhớ rằng ngày hôm qua mục sư có chia sẻ trong Thi Thiên 126 cái đoạn 6. Cái Thi Thiên đó tôi nhớ. Quý vị đi ra, người nào đi ra bằng bởi nước mắt, bằng sự khóc lóc, thì người đó sẽ đem về những núi bó vui mừng. Đó là điều mà Chúa kêu gọi quý vị và tôi. Quý vị ơi, những người học việc Chúa đó, quý vị bước vào chức vụ thực tế rồi, quý vị mới biết rất người học việc Chúa không đơn giản vui mừng sung sướng gì cả. Đi bằng nước mắt đúng là sự thật, đi bằng cái sự đau khổ mà chúng ta vẫn trung tín cho đến ngày Chúa trở về. Tại vì vương quốc Đức Trời thuộc về những kẻ như vậy, thần thướng thuộc về những người như vậy. Mỗi linh hồn mà chúng ta được cứu, chúng nó là một linh hồn còn quý hơn cả thế gian.
Đó là lời Chúa dạy cho chúng ta. Mà chúng ta hiện bây giờ là người mà Chúa kêu gọi trong thời kỳ cuối cùng, trong thời kỳ sau rốt này, thì con người chúng ta suy nghĩ như thế nào? Một là chúng ta cùng đồng trị với Chúa, hai là chúng ta chối bỏ Chúa. Tôi mong rằng tất cả những người học trong trường Đấng Christ khóa 6 này phải cùng đồng trị với Ngài. Amen. Hãy cùng ra đi, phải dâng hết mình cho Chúa để chúng ta hầu việc Ngài một cách trung tín. Thì chúng ta biết rằng trong thời kỳ cuối cùng này Chúa cần những người mà Chúa dùng để chúng ta học lời Chúa, chúng ta học trong trường này trường kia nhiều để làm gì quý vị? Không phải chúng ta học xong là chúng ta khoe bằng cấp, chúng ta học xong là chúng ta khoe chức vụ của chúng ta, mà chúng ta học xong là chúng ta không làm gì cho Chúa cả, thì người đó đối diện với Chúa như thế nào? Cảm tạ ơn Chúa. Chúng ta phải nhận thức ngay giờ này, tỉnh thức ngay giờ này cho những giới trẻ, cho trường Đấng Christ đã tạo tạo quý vị, huấn luyện quý vị y như một cái chiến sĩ ra đi, bước đi một cách chiến sĩ giỏi nhất cho lính của Chúa Giêsu. Đó là một trường mà chúng ta được dự phần. Quý vị vào trường này không phải dễ đâu quý vị ơi. Tôi đã học rồi, tôi đã làm rồi, tôi đã trải qua rồi, thì tôi mong rằng quý vị, đó là Chúa kêu gọi quý vị, Chúa lựa chọn quý vị một cách nghiêm túc. Đó, tôi cảm tạ ơn Chúa. Thì qua lời mời thông công, cái quyển sách mà tài liệu mà quý vị đang học, quý vị ơi, nó quý lắm. Tôi bây giờ vẫn còn nghiên cứu, tôi bây giờ vẫn còn tham khảo, không bao giờ tôi bỏ cái tài liệu đó. Hiếm có lắm quý vị. Đó là một cái tài liệu đặc biệt cho người học việc Chúa của chúng ta. Tôi mong rằng quý vị học xong, quý vị tiếp tục tham khảo liên tục những bài giảng, những mục sư đã bày tỏ ra trong cái lời của Đức Chúa Trời, làm cho chúng ta bước đi theo đúng hướng của người hầu việc Chúa, mở mang hội thánh, đi rao giảng lời Ngài. Tài liệu đó rất quý báu cho chúng ta học, và tài liệu đó chúng ta giữ mãi. Nếu quý vị còn sống và tôi còn sống trên đất này, chúng ta giữ tài liệu đó, tiếp tục tham khảo và có thể truyền tải cho những môn đồ, môn đệ nào mà chúng ta tiếp tục đào tạo họ. Và tôi có thể hy vọng rằng trong khóa 7 tới, tôi sẽ giới thiệu 2-3 môn đồ thôi, những người tiếp tục phải bước theo cái trường này. Tôi lớn lên trong trường này, quý vị con cái Chúa của chúng ta, những người nào học khóa 6 phải lớn lên trong trường này. Tôi công bố rằng tất cả chúng ta đều có ích cho nhà Đức Chúa Trời. Hallelujah, cảm tạ Chúa. Qua lời chúng hôm nay, tôi cũng biết ơn Ngài. Ngài đã kêu gọi tôi, và tôi biết anh chị em trong trường Đấng Christ như cô Hằng, cô rất năng động, cô còn trẻ mà cô yêu mến Chúa. Cô đã, Chúa chọn cô, Chúa kêu gọi cô một cái trường này đào tạo anh em chúng tôi và những người sinh viên tiếp tục. Và cho dù lịch lệ, cho dù khó khăn, chúng tôi vẫn tiếp cận với lời Đức Chúa Trời, với trường học. Cảm tạ ơn Chúa. Đó là kế hoạch của Đức Chúa Trời, muốn cho chúng ta được thành công và tốt đẹp. Tôi cũng xin hết lời tại đây. Tôi dâng tất cả mọi lời biết ơn Ngài và biết ơn trường Đấng Christ. Và tôi đã học trong năm cách đây khóa 5, vừa như là 2 năm đây, 2-3 năm gì đó tôi cũng nhớ nữa. Nhưng mà tôi nhớ câu Kinh Thánh trong Timôthê gì đoạn 2 câu 12 là cái chủ đề trong trường khóa 5. Cảm tạ ơn Chúa. Tôi dâng